Với những khuôn hình mà các bạn không nhìn thấy trên TV. Trước mặt các bạn là trận đấu của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam gặp Philippines. Và đây là bộ đôi huấn luyện viên Mai Đức Chung và trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng. Xin chào anh, con chào bố. Chúc cả đội của chúng ta thành công. Đó, và chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh của các cầu thủ nữ Việt Nam không phát hiện ra bất cứ một sự căng thẳng nào của đội nữ Việt Nam của chúng ta trước trận đấu với Philippines, một trận đấu với đại kình địch. Người ta hay gọi đây là trận chung kết sớm. Tất cả các cầu thủ của chúng ta ra sân. Đây, Thùy Trang, chúc em ghi bàn. Kim Thanh cố gắng nhá. Đó, Huỳnh Như, Trương Thị Kiều. Tất cả rất tuyệt vời. Và ngày hôm nay thì Vi Long Minh Hải sẽ quay cho các bạn những khuôn hình để chúng ta xem huấn luyện viên Mai Đức Chung điều binh khiển tướng như thế nào, và chúng ta so sánh với Philippines luôn. Đây, chúng ta có thể nhìn thấy là các trợ lý của huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng đo đạc rất là kỹ lưỡng ai làm việc đấy, người thì xếp marker, người chuẩn bị bóng để cho các cầu thủ nữ Việt Nam của chúng ta khởi động. Đó, trong khi đó thì bên Philippines chúng ta nhìn thấy là họ rất là nhàn tảng, đúng không? Đứng cười nói vui vẻ. Nhưng mà các trợ lý của chúng ta, các trợ lý của huấn luyện viên Mai Đức Chung thì đã làm rất là kỹ lưỡng từ trước đó rồi. Chúng ta có thể quan sát được một cách rất rõ nét. Mọi người bàn bạc với nhau rất kỹ lưỡng, ai có việc gì làm việc đó. Giờ giấc mọi thứ là ổn. Chúng ta vừa nhìn thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung nhìn giờ, ứng với mỗi múi thời gian chúng ta làm mỗi một công việc. Đó. Từ những cái thẻ cho đến việc khởi động như thế nào. Rồi mỗi người làm một việc. Đó, chúng ta thấy là huấn luyện viên Mai Đức Chung đang trao đổi với trợ lý huấn luyện viên thể lực Cedric Roser. Và đây là một trường hợp hiếm hoi mình thấy huấn luyện viên thể lực có phiên dịch, và tất cả đều cố gắng. Anh ấy không chỉ làm một mình công tác phiên dịch mà còn làm rất nhiều những công việc khác. Trợ lý huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi, hay là đội ngũ y tế, bác sĩ. Đây là lúc mà đội chúng ta khởi động các bạn nhé. Hoàng Thị Loan, mọi người đã rất cố gắng. Rất thanh thoát, rất tự tin. Phải nói là mọi thứ rất ổn. Đây là Hải Yến, huấn luyện viên Mai Đức Chung. Các bạn có thể nhìn thấy là bên phía Philippines họ cũng quan sát các cầu thủ nữ của chúng ta khởi động để xem sự thanh thoát kỹ thuật như thế nào. Về kỹ thuật thì chúng ta ăn đứt Philippines rồi. Philippines chỉ được cái to khỏe cao thôi, chơi bóng bổng thôi. Các thủ môn khởi động rất là vất vả. Khi mà các cầu thủ của chúng ta uống nước xong rồi ra tập sút thì lúc đấy bên phía Philippines họ bắt đầu phối hợp các bác sĩ luôn trong tình trạng chuẩn bị sẵn sàng. Đấy, các bạn thấy không? Họ cũng phải khởi động chứ không phải đùa. Đây là màn khởi động đó. Dứt điểm Huỳnh Như. Các bạn thấy không? Từ việc là chúng ta khởi động cho đến chúng ta phối hợp nhanh, phối hợp kỹ thuật, xử lý trong phạm vi hẹp, sau đó là dứt điểm. Tất cả các nội dung. Còn đây là các cổ động viên của chúng ta ở trên sân Cẩm Phả. Những hình ảnh phải nói là rất tuyệt vời. Welcome SEA Games là chào đón SEA Games. Ý nói Quảng Ninh, Việt Nam chào đón SEA Games. Lúc này là khi trận đấu chuẩn bị diễn ra. Đây, và chúng ta nhìn thấy mọi dụng cụ lại chuẩn bị. Đó, các cổ động viên của chúng ta rất tuyệt vời. Các cầu thủ của chúng ta còn mang theo cả áo của Thái Thị Thảo, cầu thủ đang bị chấn thương, và một cái tiếng hô vang quyết tâm. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ nhìn thấy thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phối hợp với nhau như thế nào, điều binh khiển tướng ra sao.
Thời gian là điều rất quan trọng. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thường xuyên xem đồng hồ. Và các bạn có thể thấy là trong suốt thời gian diễn ra trận đấu, huấn luyện viên Mai Đức Chung không ngồi. Ông đã từng tâm sự rằng các cầu thủ chiến đấu ở trong sân thì ông cũng muốn đứng ở bên cạnh các cầu thủ. Dù trời mưa hay trời nắng, dù thời tiết có như thế nào đi chăng nữa, huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng luôn luôn đứng, không bao giờ ông ngồi. Đó là một nét tính cách, đó là một cái triết lý của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Tiếp tục là như thế, rất căng thẳng, trận đấu rất căng thẳng. Đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Huấn luyện viên Mai Đức Chung ý muốn nói là phối hợp bên dưới phần bóng sệt thôi, phối hợp bên dưới đầu gối. Ý muốn nói là gì? Không chơi bóng bồng, không chơi bóng dài. Lúc này thì các cổ động viên vẫn tiếp tục đến và các bạn có thể nhìn thấy một cái hình ảnh rất tuyệt vời. Và cuối cùng thì ban tổ chức đã thống kê là 16.100 cổ động viên đã đến sân Cẩm Phả cổ vũ cho đội nữ. Chúng ta trở lại với màn điều binh khiển tướng huấn luyện viên Mai Đức Chung. Nếu các bạn nghĩ rằng huấn luyện viên Mai Đức Chung rất đơn độc trong việc chỉ đạo các cầu thủ nữ thì các bạn hãy từ từ, chúng ta hãy chờ đợi ở phần sau. Khi mà đội tuyển nữ bị thủng lưới một bàn thì các cầu thủ của chúng ta vẫn rất bình thản, và sự bình thản đấy được truyền tải từ huấn luyện viên Mai Đức Chung, từ bên phía ban huấn luyện vào sân cho các cầu thủ. Họ vẫn kiên trì, họ vẫn trung thành với lối chơi mà mình vạch ra. Các bạn chờ đợi. Thật sự là rất tuyệt vời. Các cầu thủ dự bị của chúng ta thì cũng vẫn đang chờ đợi. Đó, một lát nữa thì các bạn sẽ thấy dấu ấn của huấn luyện viên Mai Đức Chung trong cái việc tổ chức. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thì thường là họp ban huấn luyện và đưa ra tất cả các phương án. Chúng ta thì trước mỗi một trận đấu của các đội tuyển Việt Nam, chúng ta chỉ mong thắng thôi. Nhưng huấn luyện viên Mai Đức Chung thì vạch ra rất nhiều những cái trường hợp. Ví dụ đội của chúng ta ghi bàn trước thì như thế nào, đội bạn ghi bàn trước thì ra sao. Thậm chí là đội của chúng ta có thể bị thẻ đỏ. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung không hài lòng và ngay lập tức chỉ đạo về mặt kỹ thuật. Đó, và huấn luyện viên Mai Đức Chung thì thường xuyên là đưa ra những cái phương án cũng như là chúng ta bắt buộc phải làm quen với từng điều kiện một, kể cả là bị mất người. Nếu mà bị mất người chúng ta sẽ như thế nào? Liên tục là những sự chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung, vì lúc này thì chúng ta chưa thay người. Lúc này thì chúng ta cũng chưa có yếu tố gì mà cần phải quá là khẩn cấp. Nhưng càng về sau trận đấu các bạn càng nhìn thấy tính tổ chức trong cách vận hành ban huấn luyện của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Rất hy vọng là các bạn sẽ yêu mến những chương trình như thế này. Và nếu các bạn thích những chương trình như thế này thì các bạn hãy like cho mình, các bạn hãy đăng ký cho mình. Đây, lúc này các bạn có thể nhìn thấy là ông Cedric Roger sẽ gọi các cầu thủ ra để khởi động. Cái này là chắc chắn rồi. Thanh Nhã là người luôn luôn là phải đứng dậy đầu tiên, vì Thanh Nhã là người luôn luôn nằm trong phương án vào sân thay người ở khoảng 20 phút cuối. Khi mà đội của chúng ta cần bàn thắng thì chúng ta cũng cần Thanh Nhã. Khi đội của chúng ta cần bảo toàn cái tỷ số chiến thắng, lợi thế, chúng ta cũng cần Thanh Nhã. Cho nên là khi mà huấn luyện viên Mai Đức Chung yêu cầu, ngay lập tức là Cedric Roger sẽ đưa các cầu thủ ra khởi động ngay. Và huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn đứng đó. Trời mưa hay trời nắng hay như thế nào thì ông vẫn đứng ở bên cạnh, ngay gần sát các cầu thủ. Chỉ đạo rất nhanh, rất dứt khoát. Chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh khi mà đội nữ Việt Nam của chúng ta đã gỡ hòa với bàn thắng của Tuyết Dung. Trong khi mọi người ăn mừng, cổ động viên của chúng ta phải nói là vỡ òa trong niềm vui, thì huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn rất bình thản. Ông rất bình thản, chỉ một nắm đấm giơ lên trời để ăn mừng thôi. Sau đó trở lại với trận đấu rất nhanh, nhập cuộc trở lại rất nhanh. Niềm vui đôi khi nó khiến cho con người ta mất đi lý trí. Đấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung vẫn yêu cầu các cầu thủ phải bình tĩnh.
Các bạn thấy không? Rất rất là nhiệt huyết. Thậm chí là nếu như mà so sánh ấy, thì những cái thông điệp mà huấn luyện viên Mai Đức Chung chuyển vào cho đội tuyển nữ nó còn nhanh hơn đội tuyển nam. Vì đội tuyển nam hay U23 nam thì phải qua thêm một kênh nữa, đó là chúng ta phải bàn bạc, sau đó là phải có phiên dịch để đưa thông điệp đấy cho huấn luyện viên Nguyễn Đức Cảnh, hoặc là bản thân phiên dịch sẽ là người mà hô to để truyền thông điệp vào cho các cầu thủ. Nhưng ở đây huấn luyện viên Mai Đức Chung nhìn thấy, đọc tình huống, phân tích tự mình, sau đó là truyền vào sân ngay lập tức. Lát nữa thì các bạn sẽ thấy ở phía sau chúng ta nhìn thấy Philippines, cái công tác liên quan đến chiến lược kế hoạch là rất ít. Đây chúng ta nhìn thấy ngay sau khi các cầu thủ bị đau là bộ phận y tế sẽ vào sân để chăm sóc cho người bị đau, còn những người khác sẽ chuyển nước vào cho các cầu thủ của chúng ta. Còn huấn luyện viên Mai Đức Chung thì vẫn tiếp tục chỉ đạo, các bạn thấy không? Ai làm việc đó rất khẩn trương, vì thời gian nghỉ như thế này là không nhiều, cho nên là chúng ta ngay lập tức phải xử lý ngay ai có việc đó, và tất cả sẽ phải cố gắng. Và khi trận đấu trở lại trong hiệp 2 thì huấn luyện viên Mai Đức Chung cũng tiếp tục có những cái sự chỉ đạo và tiếp tục đứng ngay bên cạnh các cầu thủ. Hiệp 2 là hiệp đấu chắc chắn là những cái sự bàn bạc, những sự trao đổi, sự phối hợp diễn ra cần hơn. Vì lúc đấy các cầu thủ sẽ phát sinh những vấn đề về thể lực, phát sinh về vấn đề liên quan đến chấn thương và có yếu tố liên quan thay người. Đó, thì mình xin phép là sẽ gửi đến các bạn. Đấy, như vậy là chúng ta đã có bàn thắng thứ hai, bàn thắng của Thùy Trang. Và chúng ta nhìn thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung là người ăn mừng, nhưng ông là người kết thúc màn ăn mừng đầu tiên. Đấy, lại tiếp tục nhìn, tiếp tục đọc tình huống để xem trận đấu như thế nào và chúng ta sẽ tiếp tục ổn định như thế nào, phát triển ra sao. Huấn luyện viên Mai Đức Chung cực kỳ tuyệt vời. Có lẽ là tất cả các cổ động viên Việt Nam của chúng ta đều biết là huấn luyện viên Mai Đức Chung nhiệt huyết như thế nào về bóng đá nữ Việt Nam. Đó, ăn mừng chỉ trong thoáng giây thôi. Đấy, huấn luyện viên Mai Đức Chung đã phản ứng và trọng tài đã phải rút tấm thẻ vàng cho cầu thủ Philippines. Bây giờ là lúc mà chúng ta bắt đầu nhìn thấy những lời bàn bạc huấn luyện viên Mai Đức Chung dành cho các trợ lý của mình. Trong khi ở bên phía Philippines, chúng ta nhìn thấy gần như không có ai, họ đứng thôi chứ không bàn bạc. Các bạn nhìn thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung bàn bạc rất nhiều, yêu cầu huấn luyện viên thủ môn Kim Hồng. Đó, rồi trợ lý Đoàn Thị Kim Chi sẽ có những cái sự trao đổi với các cầu thủ. Đó, gọi những cầu thủ dự bị vào để chuẩn bị thay người. Chúng ta thấy không, Thành Nhã đã vào sân. Mình đã nói rồi, các bạn hay gọi Thành Nhã là vợ quốc dân, nhưng mình gọi đây là ma tốc độ, nữ hoàng đường biên. Những cái pha tăng tốc của bạn đấy thì luôn luôn khiến cho một số lượng cầu thủ rất lớn của phía đối diện bị thu hút, từ tiền vệ, hậu vệ biên, trung vệ là sẽ phải dạt sang cánh đó để bắt. Cho nên đây là một cái vũ khí rất lợi hại của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Huấn luyện viên Mai Đức Chung lại tiếp tục có những trao đổi với các học trò của mình. Thủ môn Kim Hồng ngày xưa cũng là học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung và bây giờ trở thành trợ lý. Có lẽ là chỉ có huấn luyện viên Mai Đức Chung mới được các huấn luyện viên của những đội đối thủ hoặc là những trợ lý gọi bằng bố. Phải nói là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có một chiều dài công tác với bóng đá nữ, cho nên là ông hiểu từ những người trợ lý của mình cho đến những cầu thủ. Mỗi khi mà các cầu thủ chúng ta thay người là huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nói cho các cầu thủ đó đá ở vị trí nào, đá như thế nào và yêu cầu vị trí ra sao. Cho nên là các bạn cứ yên tâm là khi cầu thủ vào là ngay lập tức họ bắt nhịp được ngay. Cedric Roger là người mà sẽ giúp các cầu thủ có được một trạng thái tốt nhất về thể lực, về tâm lý sau màn khởi động. Còn huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý khác thì sẽ
giúp cho họ có thể hòa nhập nhanh, bắt kịp nhanh với tốc độ của trận đấu và ngay lập tức có thể tỏa sáng ngay. Các bạn có thể nhìn thấy ngay khi trọng tài cắt còi là các bác sĩ, tất cả mọi người chạy đôn chạy đáo đi lấy nước. Đấy. Trong khi các huấn luyện viên thì sẽ có những sự chỉ đạo về mặt chuyên môn, về kỹ thuật, về chiến thuật. Trong khi đó thì bên phía Philippines, đấy các bạn thấy không? Thậm chí là trưởng đoàn Phạm Thanh Hùng cũng mang cả khăn ra cho các cầu thủ của chúng ta. Thứ nhất là lau mồ hôi, thứ hai là nó cũng có một cái chức năng đó là làm giảm nhiệt độ. Đấy, các bạn nhìn thấy rất nhiều những hình ảnh. Chúng ta nhìn thấy nó trái hẳn với lúc đầu, bây giờ thì ban huấn luyện làm việc khẩn trương hơn rất nhiều. Và đấy, các bạn thấy không? Từng ly từng tí dặn dò tất cả những cái thay đổi ở trên sân, huấn luyện viên Mai Đức Chung đều rất sát sao, và kể cả với những sự thay người. Bởi vì đây là những sự thay người mang tính chiến lược để chúng ta bảo toàn được thành công. Trong khi đó thì bên phía Philippines các bạn thấy chỉ có một mình huấn luyện viên thôi. Còn lại các bạn nhìn thấy cái ghế đầu tiên là nó trống, đấy là ghế của huấn luyện viên. Trong khi đó thì các trợ lý khác đang ngồi xem trận đấu, họ đang ngồi chơi. Đấy, các bạn nhìn thấy tổ y tế của chúng ta cũng chạy đôn chạy đáo rất vất vả. Từ từ, chưa thay vội. Các bạn thấy không? Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đọc tình huống và chọn thời điểm thích hợp để thay người. Các bạn thấy ban huấn luyện của chúng ta cực kỳ sôi động. Mình thấy có một đặc điểm rất chung, đấy là người Việt Nam của chúng ta làm việc nhiệt hơn. Và cái sự tương tác giữa các thành viên trong ban huấn luyện chắc chắn là tốt hơn. Đây, trọng tài đã nhìn đồng hồ rồi các bạn ạ. Và chúng ta sẽ xem cái đoạn kết của trận đấu này. Tỷ số lúc này vẫn đang là 2-1. Và như vậy là trận đấu đã kết thúc. Trọng tài đã thổi hồi còi mãn cuộc. Lúc này huấn luyện viên Mai Đức Chung với ban huấn luyện chia sẻ niềm vui với nhau. Đó. Và lúc này là lúc mà Minh Hải thấy là huấn luyện viên Mai Đức Chung ăn mừng lâu nhất. Nhưng mà trong phòng họp báo thì ông cũng nói là hứa là đội của chúng ta sẽ không ăn mừng lâu và sẽ trở lại với trận đấu ngay. Huấn luyện viên Mai Đức Chung và các trợ lý làm tất cả những gì có thể để mang về chiến thắng. Các cầu thủ của chúng ta cũng đã vắt kiệt sức. Rất nhiều những cầu thủ đã bị chuột rút hoặc có những vấn đề liên quan đến thể lực vì đối thủ Philippines quá mạnh, quá khỏe và quá cao. Các cầu thủ nữ của chúng ta đã vắt kiệt sức. Và đây là một hình ảnh cực kỳ đẹp. Nó là một sự cộng hưởng lẫn nhau. Các cầu thủ nữ làm cho các cổ động viên cảm thấy hạnh phúc. Và các cầu thủ cũng nhận được lửa, sức mạnh từ chính các cổ động viên. Một hình ảnh rất đẹp và một hình ảnh thường thấy ở sân Cầm Phả khi đội Than Quảng Ninh còn đá. Chúng ta có thể thấy ban huấn luyện làm việc rất là sát sao. Huấn luyện viên Mai Đức Chung lại bắt đầu trở lại với sự bình thản. Các bạn sẽ nhìn thấy rất ít khi các bạn nhìn thấy huấn luyện viên Mai Đức Chung cười. Đó, bây giờ đấy, Thùy Trang đã rất cố gắng. Để đây, lúc này là lúc mà chúng ta nhìn thấy chia vui với nhau, chia sẻ lại tình huống ở trên sân. Huấn luyện viên Mai Đức Chung là người rất cẩn trọng. Có lẽ là một cái chiều dài để huấn luyện viên Mai Đức Chung có được. Đây, một hình ảnh rất là đẹp. Các bạn nhìn thấy là Trương Thị Kiều đã phải vắt kiệt sức. Và cuối cùng thì bạn ấy rời sân trên lưng của đồng đội rất đau. Mình nhìn thấy là bạn ấy rất là đau. Nhưng thôi, ai là có việc đó. Trương Thị Kiều không thể đi quanh để chào và cảm ơn khán giả được. Thì đã có các đồng đội. Nhưng hôm nay mình chỉ muốn nói một điều là huấn luyện viên Mai Đức Chung đã rất cố gắng, rất là nhập tâm. Và cũng đã tổ chức ban huấn luyện rất tốt. Trong khi ban huấn luyện của chúng ta thì hoạt động rất sôi động và có sự tương tác với nhau rất hiệu quả, thì bên phía Philippines chỉ có một mình huấn luyện viên trưởng mà thôi. Huấn luyện viên Mai Đức Chung thường xuyên có những cuộc họp
Ông là người mà gần như là tự mình nghĩ ra tất cả những buổi tập cũng như là chiến thuật đó, nhưng mà luôn luôn có sự tư vấn, có sự đóng góp thêm, cho nên là đội của chúng ta mới mạnh như vậy. Các cầu thủ nữ của chúng ta nếu mà một đối một với Philippines thì chưa chắc chúng ta đã thắng, nhưng mà tập thể thì chưa biết. Lúc này là lúc mà các bác sĩ sẽ tiếp tục chăm sóc cho Trương Thị Kiều, còn huấn luyện viên Mai Đức Chung thì tiếp tục suy nghĩ và chuẩn bị cho những trận đấu tiếp theo. Đó là những hình ảnh mà các bạn có thể ít thấy ở trên TV mà team Vlog Minh Hải muốn chia sẻ với các bạn. Nhưng đây chưa phải là những hình ảnh đẹp nhất, những hình ảnh độc nhất. Và đây, các bạn có thể nhìn thấy một cái hình ảnh rất là... Đây. Các bạn có thể nhìn thấy đây, nó là biểu tượng cho sự hy sinh của những cầu thủ nữ khi trận đấu kết thúc rồi. Đây là Hoàng Quỳnh, người thân đã đưa con của Hoàng Quỳnh đến hôm nay. Trận đấu ngày hôm nay thì Hoàng Quỳnh không ra sân phút nào, nhưng các bạn có thể nhìn thấy là Hoàng Quỳnh đang phải chia tay người con của mình. Và các bạn có thể tưởng tượng là em bé không muốn xa mẹ và đòi theo mẹ nhưng không thể được. Mình đã phải nói với Hoàng Quỳnh là thực sự quá thương em tôi, mặc dù là cười đấy, vui đấy, nhưng thực sự là nuốt nước mắt vào trong. Đó, và để đóng góp cho đội tuyển nữ Việt Nam thì sự hy sinh của cầu thủ thôi chúng ta nói đến là chưa đủ, mà chúng ta cần phải nói thêm cả những thành viên trong gia đình, trong đấy có cả Thiên Thần Nhí. Thôi về nhá, cho mẹ làm nhiệm vụ quốc gia nhá. Bye bye nhá. Các bạn thấy không? Không hề đơn giản một chút nào, đúng không? Rất cảm động, mình rất là cảm động. Thật sự là như vậy. Còn đây là các cổ động viên của chúng ta. Các cổ động viên trước trận đấu họ đã ngồi tra từng lá cờ vào cán và để tạo ra một cái bầu không khí như ở sân Cẩm Phả. Những hình ảnh đấy thì các bạn có thể nhìn thấy, nhưng mà những hình ảnh này thì hiếm, đúng không? Hội cổ động viên của Than Quảng Ninh họ lại họp lại với nhau. Đó, và hội cổ động viên này cũng rất là năng nổ. Họ mang cả đồ ăn thức uống lên. Hôm mình nhìn thấy họ mang cả hải sản lên đưa cho nhà bếp để nấu cho các cầu thủ nữ của chúng ta ăn. Đó, những hình ảnh rất là đẹp chứ không phải đùa, đúng không các bạn? Cực kỳ tuyệt vời là đằng khác. Mọi người một công một việc, trong khi huấn luyện viên Mai Đức Chung ở khách sạn thì đang hoạch định chiến lược, thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy các cổ động viên cũng chuẩn bị cho một cái màn cổ vũ. Mình nghĩ là chắc chắn là sẽ tạo ra tiếng vang. Ít nhiều thì Cẩm Phả cũng chịu áp lực các bạn ạ, bởi vì là chúng ta cũng biết rồi là Việt Trì cũng rất là đông, còn Thiên Trường thì đương nhiên là thành Thiên Đường rồi. Thiên Trường khiến cho huấn luyện viên của Singapore hay là Marampang là trưởng đoàn của Thái Lan phải trầm trồ. Còn bây giờ thì đến Cẩm Phả. Chúng ta hay nói là Việt Trì gọi, Thiên Trường gọi thì Cẩm Phả sẽ trả lời. Các bạn nhìn thấy như thế này thôi, nhưng mà các thành viên cũng phải bỏ công bỏ việc để chuẩn bị. Và rất nhiều lá cờ Việt Nam sẽ xuất hiện ở trên khán đài của sân Cẩm Phả. Và mọi người cũng mong muốn tiếp lửa thêm cho đội của chúng ta. Một điều mình rất muốn chia sẻ với các bạn là để bây giờ để tập hợp hội cổ động viên ấy, mình nghĩ là nó cũng bị tản mát đi nhiều. Nhưng mà thời gian vừa rồi thì hội cổ động viên của Than Quảng Ninh họ rất đoàn kết và kêu gọi nhau để cùng nhau hướng đến những điều tốt đẹp. Đấy, chúng ta nhìn thấy là toàn những U lớn tuổi. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Lên khán đài để chuẩn bị tất cả mọi thứ. Nó không hề đơn giản một chút nào để có được những cái khuôn hình đẹp, để có những hình ảnh mà người Việt Nam chúng ta tự hào, thì đã có rất là nhiều người phải bỏ công bỏ việc. Họ làm bằng tất cả niềm đam mê, trách nhiệm. Đó. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Đấy, và buổi tối các bạn nhìn thấy ở trên khán đài, các bạn đã biết là tại sao những lá cờ lại được phân bổ một cách rất là đều đặn như thế này.
đấy là do sức người cả. À, hội cổ động viên Quảng Ninh chúng tôi đã chuẩn bị đón chào cái sự kiện đại hội thể thao SEA Games 31 này từ rất lâu rồi. Lần đầu tiên trong đời là Quảng Ninh chúng tôi được đăng cai 7 môn của SEA Games, và cái vinh dự nhất là được đăng cai môn bóng đá nữ của tại sân vận động Cẩm Phả. Dù là cho đội bóng đá than Quảng Ninh không còn, nhưng mà với tinh thần yêu bóng đá, yêu thể thao và yêu tổ quốc thì cái việc để huy động cổ động viên đến cổ vũ cho đội tuyển nữ thì vẫn như bình thường. Và lâu rồi chúng tôi không được cổ vũ bóng đá, đấy cũng là một cái niềm khao khát mong mỏi để được đến sân, nên là mọi người rất là hồ hởi, nên không có gì khó khăn cả. Qua cái SEA Games này thì tôi mong rằng lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh sẽ sớm khôi phục lại đội bóng để người hâm mộ còn cuối tuần được ra sân và cổ động viên được cháy hết mình trong bầu không khí lễ hội bóng đá như những năm trước. Sau những cái hiệu ứng từ sân Phú Thọ và sân Thiên Trường thì tôi nghĩ rằng là ngày hôm nay tại sân vận động Cẩm Phả cũng sẽ không kém gì với các bạn và không để thua kém các bạn. Còn bây giờ thì vlog của nhà sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh cực kỳ cuồng nhiệt ở trên sân Cẩm Phả, và vlog của nhà mong muốn là các bạn sẽ xem những chương trình này và các bạn sẽ tự đưa ra những cái kết luận của bản thân mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều với chương trình của vlog Minh Hải, và mình mong rằng các bạn sẽ luôn luôn đồng hành. Các bạn hãy like, các bạn hãy đăng ký cho vlog Minh Hải để khi vlog Minh Hải có thêm động lực để tiếp tục công việc của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình không thấy chương trình gì tiếp theo trên kênh vlog Minh Hải. Cao Bằng Long là cao sừng hưu. Cao Bằng Long CBG được chế biến từ 100% sừng hưu từ vùng núi Altai CBG Liên bang Nga. Đây là loài hưu được đánh giá cho chất lượng sừng hưu vô cùng bổ dưỡng bởi chúng có khả năng thích ứng với các điều kiện khắc nghiệt của vùng núi CBG. Cao Bằng Long CBG được nấu trong suốt 5 ngày đêm, kết hợp giữa phương pháp cổ truyền và hiện đại, đảm bảo sản phẩm đến tay người tiêu dùng là những sản phẩm vô cùng chất lượng. Cao Bằng Long CBG chứa hàm lượng protein, axit amin, canxi vô cùng tốt cho sức khỏe của người sử dụng. Cao Bằng Long CBG rất hiệu quả cho người gầy yếu, mệt mỏi, suy nhược, sức đề kháng kém, đau nhức xương khớp. Chỉ 2 tuần để lấy lại thể lực sung mãn, khí lực dồi dào. Chỉ 2 tuần để bạn cảm nhận tác dụng của Cao Bằng Long CBG. Hỗ trợ bồi bổ cơ thể, hỗ trợ giảm triệu chứng đau nhức xương khớp, tê nhức chân tay, hỗ trợ mạnh cơ xương và tăng sức đề kháng.
mua một hộp Cao Bằng Long CBG 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 100g trị giá 1.200.000 đồng. Mua hai hộp Cao Bằng Long CBG 100g tặng ngay một hộp tỏi kim cương Đông Á 300g giá 2.400.000 đồng. Hãy gọi ngay đến số hotline để đặt mua được sản phẩm Cao Bằng Long CBG